Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, thưa các bác thì hôm nay chúng em cũng về khá là nhiều loại dây tín hiệu, rất là nhiều loại, thì em sẽ làm từng video từng loại một để cho các bác có thể là dễ hình dung và dễ lựa chọn các bác nhé. Và trước thì em hay làm chung gộp lại mấy loại là một, nhưng làm như vậy thì chúng em sẽ không truyền tải được hết các cái từng loại dây một và các loại chức năng của nó. Thì chính vì vậy nên chúng em đã quyết định là làm từng video một cho từng sản phẩm. Đó thì với cái dây tín hiệu màu xanh này, đó thì đây chính là dây bãi đến từ Mỹ này các bác này. Mỹ nhé, dây bãi này của Mỹ các bác nhé. Đó, tất cả là đều ghi tiếng Anh hết cho các bác. Đó, dây cáp microphone, cáp design là thiết kế từ Mỹ nhé các bác nhé. Đó thì dây này nó có màu xanh rất là đẹp, và dây này nó có mạ bạc và có dây bạc để giúp chúng ta chống nhiễu tín hiệu tốt hơn nhé các bác nhé. Nó thì đây chính là cái dây màu xanh này, và em đã bóc tách ra cho các bác để các bác có thể là theo dõi trước, không phải mất thời gian. Nó thì em sẽ bóc ra cho các bác đi luôn vào chi tiết này, bóc cái lớp bạc này bên ngoài ra này. Thì bóc một tay rất là khó để bóc nha các bác nhé. Đó, thì đây chính là một cái lớp bạc kiểu như lớp sun đấy các bác này, có thể tuốt lên và thu xuống được nhé. Đó, thì bên trong cái lớp bạc này thì chúng ta lại có một cái lớp giấy bạc. Đó, giấy bạc này là giúp mà chúng ta là nó cuộn tròn hai cái sợi dây này lại, và nó cũng là có trách nhiệm bảo vệ tín hiệu và chống nhiễu tín hiệu luôn. Đó, thì bên trong cái lớp bạc giấy bạc này thì nó lại có một cái lớp dây này, dây ni lông. Đó, dây này dây gọi là dây cước hay gọi là dây ni lông đấy các bác. Thì để cho nó có là trách nhiệm là thứ nhất là nó cách nhiệt giữa hai sợi dây này ra. Đó, nó ở giữa nó sẽ cách nhiệt hai dây này ra, để cho khi mà nó cái dòng điện nó chạy qua quá lớn ấy, nó sẽ không gây nóng nhé các bác nhé. Nó không gây nóng, mà ví dụ như là nếu như hai dây nó chập vào nhau nó nóng, nó rất hai dây nó đều phát sinh nhiệt. Nó khi nó chập vào nhau như thế này nó rất dễ chảy và gây ra cháy các bác nhé. Đó, thì đây là người ta đã cách nhiệt hai sợi này ra để cho nó không bị nóng. Và bên trong cùng là chúng ta là có hai cái dây này. Đó, hai cái dây này thì em xin phép là em sẽ bóc ra để cho các bác xem là bên trong nó là dây đồng hay là dây bạc. Vâng, thưa các bác thì em đã bóc ra cho các bác xem này. Đấy, và đây em đã phải lấy máy nửa em đốt luôn để xem là nó là dây gì. Đó, thì đầu tiên thì em sẽ nói dây trắng trước, đây là dây đồng nguyên chất coi nhé. Đấy, dây này là dây nội đồng nguyên chất, và các bác mua về là bác có quyền test thử, các bác cũng chỉ việc lấy máy nửa các bác châm vào cái đầu này thôi. Đó, nếu mà nó không phải đồng thì nó sẽ nộ ra một đốt nhôm. Đó, còn nếu như đồng thì bác càng đốt thì nó lại càng đỏ anh các bác nhé. Đó, còn bên này, bên dây đỏ này thì là chúng ta là có sợi đồng. Đấy, bên cạnh sợi đồng thì chúng ta lại có một lớp giấy mạ bạc bên trong cái nõi dây đỏ này nữa. Đó, để cho chúng ta là chống nhiễu tín hiệu rất là tốt. Đó, thì cái dây này là dây hai nõi thôi các bác ạ, dây hai nõi thôi. Đó, dây này thì các bác có thể là thay thế bằng những cái loại dây mic. Đó, dây mic, và có thể là làm những cái dây tín hiệu AV các bác nhé, hoặc là dây tín hiệu 6 ly. Đó, bởi vì các cái dây mic ấy, nếu như không tốt thì khi các bác cắm vào nó hay có hiện tượng là ù xè luôn các bác. Thì khi mà các bác cắm này vào thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều cho các bác. Đó cũng là rất là nhiều nguyên nhân để khiến cho cái hiện tượng ù xè nó xảy ra. Thế nhưng mà khi mà có những cái sợi dây chống nhiễu này thì nó cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và cái tiếng của các bác khi các bác hát ra mic ấy, thì nó sẽ tròn hơn, sạch tiếng hơn. Đó là một cái chống nhiễu tín hiệu, nó có rất là nhiều tác dụng. Đó, và kể cả DAV cũng vậy. Đó, DAV cũng vậy, thì các bác làm thì nó cũng sẽ chống nhiễu tín hiệu tốt hơn. Kể các bác làm cho hình ảnh hoặc là làm cho dây video hoặc là dây âm thanh cũng đều được hết nhé các bác nhé. Đó, thì cái dây này là dây bãi, chúng em về cũng khá là nhiều đấy các bác. Thì các bác có quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới, hoặc là để lại số điện thoại thì nhân viên bên em sẽ tư vấn cho các bác. Hoặc là các bác có thể gọi trực tiếp về số 0978503822 để được bên em hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thì hay thì like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.